Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều các câu hỏi liên quan đến Telegram trong cái kênh KTV Channel. Vì vậy, ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để xóa logo của một group và thay logo của một cái group mà quý vị đang quản lý. Trước khi quý vị đặt câu hỏi liên quan đến Telegram thì ở đây tôi có một danh sách phát liên quan đến Telegram để tránh mất thời gian chờ đợi những cái câu trả lời liên quan đến Telegram. Thì quý vị nên xem trong cái danh sách phát thủ thuật Telegram của KTV. Rồi, thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái group và chuẩn bị sẵn một cái logo. Tôi sẽ xóa một cái logo của cái group mà tôi đang quản lý đi. Sau đó tôi sẽ thay một cái logo khác. Ok, bây giờ tôi vào group này, chọn vào cái biểu tượng logo phía bên trên góc tay phải màn hình, chọn vào edit phía bên trên góc phải, chọn vào cái biểu tượng logo, chọn vào cái biểu tượng thùng rác ở phía bên dưới góc tay phải màn hình để xóa. Rồi chọn là remove. Ok, vậy là đã xóa cái logo của một group. Chọn vào done để kết thúc. Rồi bây giờ để thêm logo hoặc là thay cái logo của một group mà quý vị đang quản lý, chọn vào edit, chọn vào biểu tượng logo, quý vị tìm đến cái thư viện ảnh chứa cái hình ảnh logo mà quý vị muốn thay vào. Ví dụ ở đây tôi sẽ thay cái này. Quý vị có thể zoom to, zoom nhỏ tùy thích. Rồi chọn vào cái biểu tượng tích chữ V màu xanh phía bên dưới góc phải màn hình, chọn vào đăng phía bên trên góc tay phải. Ok, vậy là đã xong. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, đăng ký, chia sẻ. Xin cảm ơn.